Xin chào mọi người, đây là bản tin công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, Xiaomi 13T Pro rò rỉ hiệu năng ao trình. Xiaomi đang có kế hoạch trình làng Xiaomi 13T Pro trên thị trường toàn cầu vào ngày 1 tháng 9. Mới đây, trang My Smart Price đã tìm thấy chiếc máy này trên Geekbench với chip Dimensity 9200 cộng cùng 16GB. Vi xử lý này sở hữu một nhân Prime Cortex X3 xung nhịp 3.35GHz, 4 nhân Cortex A715 xung nhịp 3GHz, kèm 3 nhân Cortex A510 2GHz. Dữ liệu từ Geekbench cho thấy Xiaomi 13T Pro phiên bản quốc tế được trang bị 16GB cùng hai tùy chọn lưu trữ là 256 và 512GB. Sản phẩm đạt tới 1.289 điểm đơn nhân và 3.921 điểm đa nhân. Thiết bị cũng được cài đặt sẵn giao diện MIUI 14 dựa trên Android 13. Ngoài ra, máy sở hữu viên pin 5.000 mAh, sạc 67W, màn hình AMOLED 6.7 inch, 144Hz. Xiaomi còn dự kiến hợp tác với Leica để tinh chỉnh camera chính 200 chấm. Thiết bị cũng được đồn đoán có giá bán mong chờ khoảng 20,7 triệu đồng. Tin tức tiếp theo, tất tần tật về Redmi K60 Ultra. Tháng trước, K60 Ultra đã được phát hiện trong cơ sở dữ liệu của nền tảng chứng nhận 3C của Trung Quốc. Nhiều nguồn tin cho biết điện thoại này sẽ ra mắt cùng một số sản phẩm khác của công ty như là Xiaomi Mix Fold 3, Xiaomi Pad 6 và Xiaomi Pad 2 vào tháng 8 tới. Ngày hôm qua, một rò rỉ vừa chia sẻ thêm cho chúng ta thông tin về RAM, bộ nhớ trong và các biến thể màu sắc của K60 Ultra. Cụ thể, một leaker Trung Quốc vừa tiết lộ thông tin cho biết chiếc máy sẽ có hai biến thể cấu hình là 12GB 512GB ROM và 16GB 1TB ROM. K60 Ultra sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một chiếc điện thoại cao cấp có giá phải chăng và thiết kế hấp dẫn. Theo dự kiến, sản phẩm sẽ được trang bị chip Dimensity 9200 cộng thuộc top mạnh nhất hiện nay. Ngoài ra, chiếc máy dự kiến sẽ sử dụng tấm nền AMOLED cao cấp 6.67 inch, tần số quét 144Hz, độ phân giải 2K và độ sáng lên tới 1400 nit. Tương tự K60 Pro, về phần mềm, điện thoại sẽ chạy trên hệ điều hành Android 13 khi xuất xưởng với giao diện người dùng MIUI 14. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, tính năng tốt nhất của Galaxy Z Flip 5. Ngày hôm qua, Samsung đã tiết lộ rằng họ sẽ tổ chức sự kiện Unpacked tiếp theo tại quê nhà vào ngày 26 tháng 7 để ra mắt Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy Tab S9 Series và dòng Galaxy Watch 6. Sau đó, hãng tiếp tục chia sẻ video quảng cáo mới để nhá hàng một trong những tính năng tốt nhất của Galaxy Z Flip 5. Theo Sa Mobile, video quảng cáo mới tập trung hoàn toàn vào chiếc máy này với việc công ty sử dụng hashtag bắt đầu bằng Joy the Flip Side để khiến mọi người háo hức chờ đợi những gì sắp diễn ra. Cụ thể, màn hình chính của Z Flip 5 được thể hiện khá rõ ràng trong quảng cáo mới. Mặc dù điện thoại không được hiển thị đầy đủ, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy màn hình ngoài của nó lớn hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Cải tiến này sẽ giúp người dùng sử dụng các ứng dụng đầy đủ trên màn hình phụ mà không cần mở máy, qua đó giúp cải thiện thời lượng pin. Trên thực tế, Z Flip 5 cũng là tâm điểm trong quảng cáo đầu tiên mà Samsung đã phát hành như một phần của chiến dịch tiếp thị dài trước sự kiện này. Quảng cáo không hiển thị bất kỳ thiết bị mới nào mà Samsung sẽ ra mắt vào cuối tháng, nhưng công ty đã khéo léo xác nhận một trong những tính năng tốt nhất của chiếc Z Flip 5. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.